Ai cho phép mày xăm hình? Mày, mày hư hỏng quá đấy, chứ tưởng tượng đấy, tao không thể chịu nổi nữa. Cơ thể thuộc quyền sở hữu của con. Con xăm cái gì là do con tự quyết định. Tại sao con phải xin ai hả? Con bật dậy, mày nói với bố ơi thế à? Xong rồi nghỉ ngơi một lát. Có chuyện gì muốn chia sẻ, hai bà cháu mình nói chuyện nhá. Vâng ạ. Bà ơi. Bà đây. Có chuyện gì ấm ức trong lòng, con cứ nói hết với bà. Con nói đi. Sao bố không bao giờ tin con, không bao giờ nghe con nói hả bà? Thực ra là trong lòng bố có tin đấy, nhưng tính bố đa nghi lại cực đoan nên mới thành ra như vậy. Bố chỉ quan tâm đến thể diện của bố chứ có quan tâm gì đến cảm xúc của con đâu ạ. Cũng tại công việc của bố nghiêm túc, khuôn mẫu quá nên bố hơi nhạy cảm con ạ. Con đã làm gì sai ạ? Con luôn cố gắng làm thật tốt công việc của mình để bố có thể yên tâm với con. Nhưng con chưa bao giờ nhận được bất cứ sự cổ vũ nào từ bố. Cứ như này có khi con ra ngoài ở riêng bà. Sao hai bố con lại thành ra thế này cơ chứ? Nhìn mà xót hết cả ruột. Con phải nghe bà, cứ ở nhà nghỉ ngơi, bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì còn có bà bên cạnh cơ mà. Mệt mỏi với bố con lắm đúng không ạ? Con không muốn như thế đâu ạ. Con cũng đau lắm chứ. Rồi bà sẽ nói chuyện với bố. Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn còn có cách để giải quyết cơ mà. Nghe bà, trở mặt đi. Rồi bà đi nấu cái gì cho con ăn nhá. Cảm ơn bà. Thank you.
Alo, con nghe. Hiếu, con đang ở nhà hay ở đâu đấy? Vâng, con ở nhà. Chuyện của hai bố con, mẹ muốn con bình tĩnh hơn. Thôi, mẹ đừng nhắc cái nó nữa. Con đang điên cái đầu. Cái ảnh thì thôi, con không quan tâm ạ. Cái Trang nó cam đoan đấy là ảnh ghép. Con phải tin nó. Con mất lòng tin vào nó rồi. Nó vừa xăm đấy mẹ. Xăm á? Mẹ có nghe thấy nó nói gì đâu. Con vô tình phát hiện được. Hình xăm ở vai ấy, nó còn chỗ khác thì con chịu. Con cái nuôi dạy tử tế mà sao nó đua đòi hư hỏng thế chứ nhỉ? Con bình tĩnh, nghe mẹ nói đã nào. Mình là cha là mẹ, dù cái Trang nó có thế nào thì mình cũng phải lựa lời bảo ban dạy dỗ. Chứ con đánh nó là sai. Mẹ không đồng ý cái cách dạy con như thế đâu. Con nghiêm khắc kèn kẹt với nó như thế mà nó còn gây ra bao nhiêu chuyện. Càng nghĩ con càng thấy là cái tính tự do vô tổ chức của nó giống hệt như mẹ nó. Cũng là mẹ nào con đấy. Sao cứ mỗi lần có chuyện của cái Trang con lại néo mẹ nó vào thế hả? Chuyện đã quá lâu rồi. Con đừng để quá khứ của người lớn làm khổ con bé. Con đang sắp phát điên rồi. Lúc khác con gọi điện cho mẹ. Con xin phép. Con ổn rồi cô ạ. Con đang ở nhà bà. Con đừng giận bố nhé. Bố con chỉ nóng giận nhất thời nên mới hành động như vậy thôi. Chứ bố rất lo lắng và yêu thương con. Anh ăn gì để em nấu?